Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh cá cảnh của mình. Thì chăm sóc mấy đàn cá trong kia xong rồi thì gầm ra chăm sóc lại cái hồ cá bé màu thủy sinh nè mọi người. Mới vừa chăm nước cho tụi nó, bây giờ thì cho tụi nó ăn. Cũng chiều rồi, khá là chiều tối rồi. Mình cũng phải mở đèn flash để mình làm video cho các bạn xem. Sẵn ngắm cá buổi chiều luôn nha mọi người. Với lại mình cũng sẽ dọn dẹp ha. Đây, nhìn dày đã hơn nhiều nè đúng không? Này mà đông nữa thì rất là đã luôn. Hồi sáng này thì có giạt mớ cá ra nhưng mà cũng không bù được bao nhiêu hết đó, cũng khá là ít nè. Con mấy con hồi sáng nè mọi người nè đó, giờ cá con nó ra nè, bạn thấy không, cá con ra khá là nhiều á. Mấy con mình thả ra hồi sáng nè, khá là nhiều cá con đó. Thì sẵn dọn dẹp ba cái bèo này nè mọi người, bèo xấu quá, nó làm xấu cái hồ, dọn bỏ nó. Nó bèo ấy nè, bị nắng quá nó cháy á, nắng nó bị cháy, nó bị cháy lá hết trơn à, thấy còn rễ không à. Đó, vớt bỏ bớt. Với lại mấy này nó nhảy nhiều cũng không tốt mọi người, bèo rồi nó nhảy nhiều cũng không tốt. Trời, quá đã luôn. Thì sẵn cũng chăm nước cho mấy cái hồ cá la hán đây, để mình cho bạn xem mấy hồ cá la hán của mình. Bị nước nó bị ánh nắng nó hơi lên tảo xanh nha các bạn, bạn thông cảm tí. Mới giờ chăm nước cho tụi này nè, mấy con này lên đầu hết rồi, con này đang lột nè mọi người, con này đang lột nè, để mình lùa lại cho bạn xem, thấy thương lắm. Đó, đã chưa. Đó, con này đầu bự trổ luôn á, mà body cũng hơi sọt sọt nữa nè. Đó, đang lột đó, hơi như dính lọ vậy. Đã chưa. Đó, con này đẹp nha, cái đầu rất là đẹp luôn, đầu rất là đẹp luôn. Đây bên đây còn con nè, con này trâu lên đẹp cực kỳ luôn nè mọi người, con này trâu xanh nè, đã chưa, đầu to hết trơn rồi. Đây nè, mấy con này là mình mới vừa đem lên, còn mấy con trong nhà là khác nữa nha mọi người. Mấy con này là dưới thùng xốp mình đem lên. Đây đây con nữa nè, đó, đầu rất là to. Để hồi trước này nó bị nắng, để hồi trước nó bị nắng đó các bạn, bị nắng chiếu vô cái lên tảo xanh. Để vài bữa mình kiếm con một vài con lao kiếm mình dục vô cho nó cạp ba cái rồng, ba cái rêu bám ở trên thành hồ á. Cảm nhà mình á, cá bể màu thủy sinh vậy chứ ăn xuống lắm nha. Hồi kiến mới vừa ấy ra có kiến bu à, ăn xuống lắm nha mọi người, ăn còn cắm thái không. Đó, bu lại kìa. Ha, mấy ngày hôm nay nắng quá, quá nắng luôn, nước nó lên xanh lè luôn nè. Mình xả tràn cho tụi nó chút đỉnh, không nhiều lắm, chăm nước thêm xả tràn cho tụi nó, chứ để nước nó kẹo quá thì cá nó dễ bị bệnh nha, nó dễ bị bệnh, nhất là bệnh đường ruột á mọi người. Các bạn thấy mấy cái hồ cá mà đông đông á mà hay bị mờ cá ốm, xuất hiện cá ốm rồi đó, thì đó là hiện tượng cá nó bị nước dơ quá rồi nó bị đường ruột á, bị đường ruột. Ha, nhiều khi là người ta cũng không cho ăn. Bạn nếu mà cho ăn thường mà vẫn phát hiện cá ốm á, mà mấy nhất là mấy con cá mái á, mấy con cá mái mà nó ốm tông á, thì đa số là bị tóp bụng hết. Ha, có thể là nó đẻ xong mà nó bị tóp bụng sau đẻ, cũng có thể là nó ăn ba cái cặn lại á, cái nó bị đường ruột nè. Mình có mấy con nhìn phê lắm luôn nè mọi người, thấy gì chưa, mình cũng không biết con này kêu là con gì nữa. Thường thường á người ta có là hấp lách đúng không, còn mình hấp yellow nha, hấp gold. Bơm nước vô có thấy phản phát liền mọi người, thấy không, phản phát liền. Nhất là ba cái trầu bà nè, nó chìm chìm ở dưới nè, cá con giờ nó cá con nổi lên nè bạn thấy không, đông dữ lắm, nó có đẻ cá con cũng nhiều lắm, đẻ lên trong đây nè, nó trốn trong mấy rong này nè. Nước cạn với lại nước nắng, sáng nắng thì bạn sẽ không thấy, nhưng mà chiều này nó sẽ ra nó ăn nè, bạn thấy nãy giờ cá con rất là đông luôn. Nè, hàng mới của mình. Hàng mới của mình, hàng thủy sinh độc lạ của mình đó. Mấy bèo bỏ bớt, mình không thích ba bèo này,
bèo này nuôi trong thùng xốp ngon chứ đem ra ngoài trời nó bị cháy lá hết trơn nè, bạn thấy cháy hết trơn, vớt bỏ mấy cái lồng của mấy con chim này, cái gì trầu bà. Đồng cá con quá chứ đâu có ít đâu, đồng cá con quá chứ đâu có ít đâu, bạn coi nè, rất là đồng cá con lòn trong đây nè. Mấy cá mái beta của mình, từ mấy cá mái beta này hơi bị già rồi đó bạn, gần cả 5 tuổi rồi đó, đẻ cá con khá là nhiều trong đây, nước cũng hơi ấm, ngon lành. Hồ này nha, nay nhìn phê quá mọi người, hơi thiếu cá chút, để vài bầy cá nữa nó lên rồi cái mình có tiễn rồi đó, cái mình đổ ra đây bớt, mình thả ra đây bớt, nhìn là bao phê luôn. Mấy cái này trầu bà, cái bèo này sao nó nát hết trơn rồi ta, chăm sóc lại tụi nó chút đỉnh nè, cá con nè, rộng rãi thoải mái đồ, nước đầy đồ, thấy mấy con cá con nó nổi lên đông quá chừng, quá chừng cá thôi vậy mà nè, quá chừng cá con luôn các bạn, đông lắm đó. Đó là cái hồ cá thí sinh của mình đó, là hàng coi nè, coi nè nha, coi nhưng mà không biết coi gì đây. Đã quá nè, mấy con full red mình mới giờ thả ra nè, chạy đây nè, nè nè, coi vậy chứ dài bữa nữa đây thấy cái bảng màu là thấy băng hơi bị ghiền luôn á, đó xanh đỏ chét luôn, bộ full red đỏ chét luôn nè, full red máy nè bạn, trống nè, con mái nè, bơi chung nha, mình thấy nó bơi chung ha. Nè nè, có con này màu lạ nè mọi người, đồ chạy nè 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 nè, con này màu lạ nè bạn, đó. Đây nè, có con này màu cũng lạ nữa nè, nó lên hàng màu lạ hàng hà luôn á trời, quá chừng màu lạ luôn nè 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 nè, mấy cái con mà lưng bạc, mấy con lưng bạc nè, mấy con trống này nè mình khoái ghê luôn á nè, lưng bạc mà đuôi đỏ nha, lưng vàng đuôi đỏ đầu đen. Rồi có bọn no rồi đó, thấy tụi nó cũng không có gom gì mấy, chứ thường bỏ đổ cám xuống là gom lại ngạt luôn. Bữa nay hơi thiếu mấy con quyết, hơi thiếu mấy con quyết à, con mấy con coi si thu nè mọi người, coi si thu nè, hai bé coi si thu của mình nè, coi AB coi si thu mình thả ra nè, bơi nè nè thấy ghét đây nữa nè đó. Rồi cá con nổi lên, quần nãy giờ cá con nổi lên à. Hàng này mới là hàng lạ dữ nữa nè. Đẹp nha, sọt nha các bạn, ú nu luôn nè, anh thấy giờ có con bạch đen. Đó, hồ cá thí sinh này đây xuất hiện nhiều nhân vật hot quá, lạ quắc luôn. Rồng Indo nha, hai rồng Indo mình bị cục giống luôn à. Chứ lại dạo gần đây mình cũng thấy mọi người cũng ít chơi bể màu rồng đó, sắp tới thì sẽ có một mớ thằng gì AB Retro với lại mấy con coi mít đầu với lại mớ rồng, rồi còn mớ HB Red rồi Ivory rồi ra đây là đông rồi, chuẩn bị là đông rồi đó. Đó, đã chưa nè, máy full red à, có mấy con cá con nè, cá con nè mà thấy trời ấu nâu luôn,
cá con ngoài này giờ mình ú ngu luôn à. Đã chưa? Sướng ha. Mình lấy con phun rồi mình thả ra hồi sáng nè. Bị hay quá, bị tối quá không có thấy được. Nè, phun tai nè, phun tai phun vẫy nè. Này là chắc chắn con mình biết con này là con cá gì luôn rồi đó. Cái con đó là cái con rồng đỏ lai với con Fungon đó mọi người. Nó ra đó. À, nó ra nè, rồng đỏ lai Fungon. Mình nhớ rồi, hôm bữa mình có thả mấy con máy rồng đỏ vô đây. Đó, với lại mấy con Fungon thì cái bộ này là rồng đỏ lai Fungon, nó ra màu lưng bạc vậy nè, đẹp ghê thiệt. Nó đẹp, quá đẹp luôn. Hôm bữa làm mới, bữa nào thả thêm mớ nữa để thả thủy sinh là hơi bị ngon nha. Lên tay bơi vàng, mã đầu đen, mã đuôi đỏ nè, nổi ghê luôn. Ha. Thôi, bye bye, tạm biệt mọi người nha. Hẹn lại mọi người vào video tiếp theo nha.